căn nhà bị nứt, bị sập súng. Do đâu? Mới đây thì đã trên mạng cũng đã quay một video clip có mấy người phụ nữ ở nhà và tràn tịch cao bị nứt và bị sập súng. Thì nguyên nhân nó đến từ đâu? Thì qua tìm hiểu thì cũng rất là nhiều cái ý kiến phát biểu khác nhau. Nhưng mà có một cái ý kiến mà khiến cho Mạnh Sơn phải làm video clip này. Có nhiều bạn trong đó bình luận bảo rằng là trần bị nứt là do cái người thợ sơn họ khi mà họ trét á, họ đè lên quá mạnh làm cho cái trần nó bị nứt. Cái nguyên nhân này nghe nó mắc cười và không biết là ý của các bạn thì sao. Thì riêng ông Mạnh Sơn thì thấy cái đây là một cái lý giải rất là mắc cười. Có lẽ là anh này là một thợ đóng tập cao nên mới lý giải theo kiểu này. Hoặc là ít ra thì anh cũng phải có một cái sự va chạm gì đó bên sân nước hoặc là với bên thợ điện, những người mà có thể can thiệp trực tiếp. Theo như tôi thấy, lỗi thông thường nứt á là nó có rất là nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như là kết cấu bạn treo của dàn mái nó yếu nè, hoặc là bạn treo vào những cái cây V, cây T nó bị không chặt, quá trình thợ thi công là nó là nguyên nhân chính dẫn đến cái tình trạng đó là bị sập xuống và nó nguy hiểm đến tính mạng của con người và người đụng vào trong đó. Thì các bạn cũng biết khi mà chúng ta làm thì tính đến an toàn các đội phải phối hợp với nhau, chứ không thể nói là đến lúc như thế này thì là đổ lỗi cho bên này, đổ lỗi cho bên kia thì nhìn nó rất là thiếu thiết phục và nó tạo ra những bất đồng. Vì vậy yếu tố của người thợ khi mà thực hiện bất kỳ một cái công việc gì, đặc biệt là các công trình xây dựng, thì tính năng an toàn là cực kỳ quan trọng. Và tình độ của tay nghề của người thợ và tổ chức, cách tổ chức của những cái người lãnh, những cái người có trách nhiệm, nó phải tuân thủ kiểm tra quy trình các bước đầy đủ để cho tránh những cái rủi ro và đưa ra những cái giải pháp tốt hơn. Giống như là các bạn nhìn thấy là trần nhà mà ưa bị nứt hay là ưa bị thấm nứt thì chúng ta có những cái giải pháp. Chẳng hạn như đây là một cái gợi ý mà tôi có thể hướng dẫn các bạn, hoặc là tôi có thể cung cấp thêm cho các bạn để các bạn xử lý những cái vết nứt. Mặc dù là những cái thao tác nhỏ như thế này nhưng các bạn biết nó cực kỳ hiệu quả khi mà chúng ta làm những cái cách nhỏ như thế này, nhưng mà vô tình thì nó lại là tạo ra những cái băng hiệu quả rất là lớn. Các bạn nhìn thấy thông thường thì các cái vết nứt nó đến từ những cái chỗ rạch mối như thế này, thì đây là một cái cách rất là đơn giản thôi nhưng mà bạn hoàn toàn có thể áp dụng nó. Và tôi tin rằng với cách này tôi đã làm rất là nhiều công trình và nó không có bị nứt. Tiếp theo thì đây là một cái cách mà hoàn toàn các đội có thể phối hợp với nhau, cũng như là keo chống nứt, keo xử lý vết nứt. Thì chúc các bạn áp dụng thành công. Nếu bạn thấy đây là một video hay và có ích thì hãy bấm like và chia sẻ cho nhiều người. Rất mong có những sự đóng góp ý kiến của các bạn có nhiều giải pháp hơn cho các công trình xây dựng về các vấn đề sơn tường bị nứt, sơn tường bị thấm nóc, bị ẩm mốc, bị nứt, hay là trần tịch cao bị nứt hay là bị sập, các cái vấn đề xung quanh mà chúng ta đưa ra những giải pháp và cùng nhau để chúng ta có nhiều giải pháp hơn, tiến bộ hơn, cải tiến hơn để cho ngành xây dựng nói chung và tính năng con người, các tính năng an toàn nói riêng được luôn luôn được đảm bảo. Bấm follow kênh của ông Bán Sơn để tôi có thể động lực và ngày càng làm nhiều video có giá trị hơn cung cấp đến cho tất cả mọi người. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.